Ông là người giáo xứ này ạ? Vâng, con là bên đang bên Ban Trùm. À, ông ở Ban Trùm ạ. Ông ơi, ông cháu cho ông muốn hỏi ông là chính xác cái nhà thờ này dài bao nhiêu không? Chính xác à? Vâng, chính xác chính cái xác là cả tận lên đầu trên kia là nó phải 110 mấy mét, 14 mét, 15 mét. Vâng, ngang là rộng bao nhiêu không? Ngang này nó nếu mà tính hết cái chỗ cái phần xây dựng thì nó phải tầm 35 mét, 35, 38 mét là nó hết cả đầu cột ở ngoài. Vâng, 38 mét. Còn ông có biết nhà thờ là cao bao nhiêu, tường là cao bao nhiêu và cái chóp của mái cao bao nhiêu? Của nó là cao, nếu mà tính từ chóp nóc đỉnh xuống là nó tầm 42 mét. 42 mét từ chóp đỉnh mái tôn đấy. Mái tôn đấy. Vâng. Tường, à, mái ngói chứ nhỉ? Mái ngói đấy. Vâng, mái ngói. Vâng. Thế còn tường thì của nó là đây, tường của nó là trừ đi 6 mét, nó thu hồi lên 6 mét. À, 6 mét thu hồi. Ông ơi, vậy cái gác chuông này sau này là cao nhất là bao nhiêu phải không? Cao nhất thì nó chắc đang quỳ nó tầm khoảng 60, tầm là khoảng 65, 66 mét. 65, 66 mét, chọc trời đấy. Chọc trời. Còn phải lên, đây mới được có mỗi người được có, chưa được hai, mới được 2 đốt, còn lên đốt nữa. Vâng. Chưa được 2 đốt, ấy. Còn 1 đốt nữa còn phải mà. 3 tầm ráo nữa mới được 2 đốt. Cha Huy, cha Augustino Nguyễn Quang Huy, nhà ta giỏi ông nhỉ. Vâng. Phải nói là cha giỏi. Cha làm cái giáo xứ Bắc Trạch ở dưới ấy cũng đã thấy là lớn lắm rồi. Vừa biết bao nhiêu tiền của. Vừa Thánh Thành chúng con mới con xuống Thánh Thành xong bắt đầu là chuyển được 4 tháng sau là chuyển. Vâng. Ngài có nghĩa là khéo xi măng vẫn còn dính vào hơi người ấy. Còn hơi người thật đấy. Thế mà lên đây cái là cha lại làm luôn nhà thờ cổ Việt này. À, cha về đây á, cha còn lại còn làm ngoài An Lạc đấy chứ. À, An Lạc nữa. Ừ, An Lạc cái đầu tư vào An Lạc cũng một cái nhà to đấy mà cha lên 2 tấm đấy chứ. Vâng. Cha toan mới được có một cái móng mới được có 1 tấm đấy chứ. Cha về cha đúc lên được 2 tấm rồi xong mẹ cha về đây chứ. Vâng. Ta đầu tư ở đấy cũng phải mất hàng tiền tỷ đấy nữa chứ. Vâng. Ông ơi, vậy thì cái đất này là trước ngày giáo xứ của Việt có rộng như vậy hay là rộng nguyên là vậy chứ. Nguyên vậy là coi như đất nhà chung đây là nó khoảng không khoảng 10 mẫu lại còn 9 mẫu ở ngoài nữa với lại. Không, cha chuyển đổi cha kéo về đây. Xong này, không, đất ruộng là lấy hết rồi. Vâng. Còn như đất của ruộng của nhà sơ đây là 25 mẫu là nguyên của nhà sơ là 25 mẫu. 25 đất mẫu. Của nhà thờ 9 mẫu là hết cái cánh đồng bây giờ đang cấy là toàn đất của nhà thờ. Thì các cụ trước ngày có tí nào là toàn ở mua đất để cấy thì là hòng cho dân nó có đói thì còn lấy lương thực để cho dân họ ăn ấy. Vâng. Bây giờ là coi như là cúng hết vào nhà thờ. Cúng đấy, thế là cuối cùng là cha đi rất là giáo dân cũng đi hết. Chứ xứ quan trước ngày là đông lắm. Vâng. Một cái họ lẻ Tân Bình là đã hơn 3.000 nhân danh mà. Vâng. Mà họ đấy họ gần đường thủy, đường sông họ đi tiền. Vâng. Giờ còn có mỗi mấy gia đình. Bây giờ là ở trong miền Nam chắc là hay là trong gọi là đấy, Tân Việt đấy. Tân Việt đấy là Tân Việt ở của Việt mà ra. Của Việt đấy là cha ở đây cha đi cho bà đã thành lập cái xứ Tân Việt đấy là gọi là Tân Việt đấy. Vâng. Cha Triêm đấy. À, cha Triêm, con biết cha Triêm. Đấy, cha Triêm đấy, cha Triêm đang mới mất đấy, thời gian giải phóng xong thời gian mới mất mà. Vâng. Đầu cha bạc trắng như là bó vô bông ở trên đầu. Vâng. Con biết cha Triêm mà ở Triêm. Tân Việt. Cha Triêm, cha Thi, hai cha con ở đây là. Vâng. Cái nhà thờ cũ là một cha xây tường. Một cha cất mới lợp xong rồi cha đi. Vâng. Bây giờ đi là nhà thờ nó đang dở dang ấy mới cất lấy xong còn đã vào áo gì nữa còn phần vâng. Thô mới là cha đi. Nhà thờ trước ngày thì nhỏ. Đấy nhà thờ đây nhỏ. Đây này. Vâng. Cái nhà thờ cũ là nó lên đến đây. Vâng. Cái chỗ đống gạch kia lên chỗ này. Vậy cái chỉ khoảng bao nhiêu mét? Nhà thờ cũ nó to 42 mét dài. À dài 42 mét. Vâng. Nhà thờ cũ trước ngày đây là to nhất ở vùng này. À, vâng. Vâng. Có cổ Việt là to nhất. Vâng. Vùng Tiên với này ở dưới khu quanh đây là cổ Việt to nhất mà nhà thờ cũng cột đá với này làm kiên cố gọi là cột đá với. Ông ơi ông vậy thì con cho con hỏi thăm vậy là giáo xứ cổ Việt bây giờ là có bao nhiêu họ lẻ? Bây giờ còn 6 họ lẻ, trước 7 họ thì tách ra trại gạo. À trại gạo bây giờ lên xứ rồi còn 6. Còn 6. Con sáu mà bây giờ thì nhân danh có được đông đông không? Cả xứ và hơn 1.000 nhân danh. Cả xứ hơn 1.000.
Hơn nghìn mà làm nhà thờ này thì ngồi gọn vào góc thôi. Vâng. Nhà thờ lớn này. Nhưng mà sau này lên ấy rồi lên đền thánh Đức Mẹ. Chủ yếu là khách hành hương với lại khách những ngày lễ lớn là họ các nơi họ về. Như bây giờ nhưng mà đã không Covid thì những ngày 13 chứ họ về là ông đông, với lại những ngày lễ lớn là Ngày 13 là Đức Mẹ hiện ra đấy. Vâng, thì cứ 13 tháng nào là vâng, 13 hàng tháng khách họ về, nhưng mà giờ Covid là họ ít về. Chứ mà vâng. Bằng giờ năm xưa là đông lắm, như là cứ đến ngày là xe dưới họ để kín sân này. Vâng. Vâng, đông lắm. Vậy là kế hoạch của cha với của trong ban trùm là thì đấy thì cha dự thì tính là phải mấy năm nữa ấy chứ. Con nhìn thấy còn nhiều còn việc nhiều lắm. Công việc nó lâu nhất là cái trần này. Vâng. Cái trần đấy giờ thì nó cao quá đấy, chúng còn bác ráo còn phải 2 tầm ráo nữa mới làm được cái này. Vâng. Và đi 20 mấy tầm ráo rồi đấy. Hai mấy tầm ráo rồi đấy. Vâng. Ít đâu. Cao chót vót lên. Biết bao nhiêu dàn ráo. Đấy cha đấy vừa rồi là lấy một xe nữa đây này là đi cứ mỗi một xe của nó là 300 bộ một xe nó chở từ Hà Nội về đây. Vậy đây, ông về quê hương thứ hai là ở trong Tân Việt, vậy trong Tân Việt thì có nhớ về quê hương ạ? Cái đợt đặt viên đá có người quê hương nhưng mà về cũng mấy lần vào xin đấy, nhưng mà họ cũng vậy vậy người, trước ngày còn mấy ông ông già ông đệ ông nhất đấy. Vâng. Thì ông cũng có nhờ về đấy, nhưng mà cũng về thì ông cũng mấy, nhưng mà giờ ông mất rồi, còn giờ toàn những lớp trẻ họ lên thì họ ít khi họ nhớ về quê hương. Vâng. Lớp trẻ lớp nó mai một rồi phải không nhỉ? Mà với lại ở đâu bây giờ thì người ta cũng phải vâng, đâu thì họ cũng đóng góp ở đấy. Vâng, tôi nhớ về quê hương. Cổ Việt thì vào miền Nam thì chỗ nào cũng có cổ Việt ở kia, thì là bên ngay ở bên giờ sao như cha sang Mỹ thì anh em ở trong nó đi miền Nam đấy, họ đi sang Mỹ đông lắm đấy, nhưng mà họ đợt ra gà vào thì đi thì gặp cỡ anh em tất cả đấy. Vậy. Cũng hứa là đến bao giờ tưởng là Covid thì cha hỏi cha hứa cha đi sờ thờ cha phải đi của Bắc Trạch cha đi 7 lượt, nhưng mà của Việt cha chỉ cần đi 4 lượt thôi là cũng được rồi. Vậy. Nhưng mà Covid nên là thiệt thòi không đi được. Vâng. Đi được mỗi đợt. Vâng. Thôi thì Covid nó còn vít tiền lại. Vít tiền. Cứ cha cứ làm đi thì. Vâng. Nhưng mà vậy cha mới là giỏi. Vâng. Cha mà nói là Covid là công trình là dừng hết, không còn có tiền mà làm. Nhưng mà con thấy như ở Bắc Trạch ấy là cha xây dựng đã lớn vậy, xong rồi cha còn giải phóng bằng ấy ngôi nhà của dân thì đây, thành một cái quảng trường đây, rộng rãi như thế. Đây cái chỗ bên này là dân ở hết ấy. Cha vâng. Lớp ao xong rồi cha dồn ra kia kìa, cũng mười mấy gia đình, 17 gia đình ấy. Vâng, 17 gia đình. Vâng. Cha đi đâu là cha kiến thiết sáng sủa đấy. Cái khu đất này, từ đây kia là dân ở kín hết ấy, họ chả dồn trại ở ngoài kia, lại cho mấy giờ là đất nhà chung thì nó còn rộng, nó không vâng. Vườn nhất là nó cho hết rồi đây dân. Đúng là cha chọn cái từ là Nguyễn Quang Huy là phải. Vâng, đi đâu đây. Là quang sáng quang đãng đấy. Cái khu đất của các sơ vậy chứ. Còn vâng. Nhà ở cha dồn cho giờ cha giả cho nhà sơ nguyên đương nhiên sơ được cái mảnh vừa đất ngon lành. Cha giỏi thật. Vậy. Cha đi đâu rồi? Cha đi đâu là cha mở mang này, cha kiến thiết cho này. Và nói là cha làm cũng bằng đó. Vậy. Không biết là nguồn ở đâu giỏi nữa chứ. Vâng, vậy con cảm ơn ông nhé. Vâng, vậy các thầy. Vâng. Con đang vâng. Cũng đang cố gắng để làm đấy, nhưng mà không biết sao. Cha thì cha. Đúng rồi. Tháng 10 này là cắt băng khánh thành, như cha đức cha thôi làm những cái phần chính, và những cái phần phụ thì để ấy là sau làm sau, nhưng mà chả kịp được. Con nhìn thấy nhiều việc lắm. Con nhiều việc lắm. Con bảo là nhà thờ này nhá, đồng hoàng nó phải tầm 3 năm nữa. Vâng. Thì là đồng hoàng nó mới sẽ ngon lành được. Vâng. Chứ còn thầy bảo giờ cái phần hoàn thiện thì nó mới lắm công. Vâng. Vậy con đi lên con quay cái ráo cái. Vâng. Vâng. Ráo ta lên đến trên ta thấy trên kia nó cái này, hai cái đầu nó mới lắm ráo kìa. Vâng. Hai cái đầu cái cánh thanh giá nó phải bằng cái dưới này. Vâng. Các bạn nhận đếm xem là bao nhiêu bộ ráo nhé. Không biết bao nhiêu là ráo.
bây giờ mình sẽ đi chậm chậm để các bạn tham quan xem là cái mức độ rão của nhà thờ cổ Việt. Thưa các bạn, là đây chưa hết, còn trên gác chuông, còn bên ngoài, còn bên trên mái hạ. Giới thiệu các bạn là mình đang đứng ở giữa cánh thánh giá để các bạn là xem rão. Đây cốt của gọng vó các bạn nhé. Đây thưa các bạn là cốt của sắt gọng vó.
và đây nữa. Đây là gọng phụ.